Xin chào em nhận 80.000 tóc cần phi có cái hiệu là BRRR. Tóc cần này hiện tại đang bán nhau trên dự án lấy sàn Uni Swap này tất cả các bạn. Cái tóc cần gì mà nên sàn Uni Swap rồi ta, mình cũng quên cái tên này ta. Để tham gia dự án các bạn lấy phần link mô tả của mình, lấy phần link mô tả mình các bạn. Đầu tiên các bạn follow Twitter nha các bạn, rồi các bạn follow, rồi các bạn tự quyết là theo word nó các bạn, rồi các bạn follow Instagram nó nè, rồi các bạn join vào nhóm chat nó nè, rồi các bạn điền thông tin các bạn. Dòng thứ nhất thì các bạn mở địa chỉ với cho link của mình ra nè. Bạn nào chưa biết tạo giấy trên link, mình có để cái video hướng dẫn tạo giấy trên link và mình sẽ các bạn Zalo với mình tặng cho một tóc cần giấy trên link để tất cả các bạn cầm giật giấy nha các bạn, để các bạn kích hoạt giấy để làm hay rớt nó mới về nha các bạn. Đây thì mình đã liên kết với cái giấy wallet của mình rồi, các bạn như vậy copy cái giấy trên link nè, rồi bạn nhấp vào nộp reset nha các bạn, rồi bạn copy nè. Phần này cái tóc cần này đang list làng là Swap nha các bạn, Swap chứ không phải là cái tóc cần Uni Swap nha các bạn. Rồi các bạn mở ra nè, rồi ta tiêu rồi trời. Rồi bạn bắt địa chỉ cho mình vào các bạn, con này chạy lên nền tảng trên link vào gần đây nhiều dự án làm trên nền tảng trên link không có bài giờ rồi, phí ETH cắt là cao mà. Rồi các bạn điền lại username theo word của mình, check tin các bạn. Đây thì nó có yêu cầu cộng nè, các bạn ghi cộng vô các bạn. Theo word của mình là gì ta, win vnnh9. Rồi, username Telegram mình nha các bạn. 24689 rồi, a cộng anh 1133. Rồi, Instagram mình luôn các bạn vào Instagram mình luôn. Copy username tên là Instagram mình luôn các bạn, tiếp theo nè. Rồi các bạn kiểm tra thông tin lớn chính xác các bạn. Rồi các bạn bấm vào một claim fee nè. Vô đây. Rồi như vậy là mình đã có lên thành công các bạn. Đây là cái bản có liên giác mình chia sẻ cho mọi người thang, nó sẽ phân phối vào 24 tiếng đồng hồ đến 48 tiếng đồng hồ và dòng 1-2 ngày các bạn. Để video của mình kết thúc, bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo cho mình nha. Rồi rất là ngon các bạn. Đáng chiếc nhau. Thôi biết các bạn. Trời ơi.